không cần ra biển, vẫn có thể chiêm ngưỡng đại dương xanh. Cũng chẳng cần đi rừng, vẫn có thể nghe tiếng suối chảy róc rách, ngắm nhìn trăm hoa đua nở. Chúng tôi đang muốn nhắc tới thú chơi thủy sinh, bán cạn. Những mô hình có thể giúp chúng ta đưa cả một không gian xanh vào trong căn nhà của mình. Sau một ngày làm việc nhất định thì khi trở về nhà thì có những thứ này ở trong nhà thì mình cảm giác là mình sẽ thoải mái hơn rất là nhiều sau khi mà lột bỏ bộ quần áo sau một ngày lao động. Mời quý vị cùng tìm hiểu những điều thú vị về thú chơi này trong chương trình Làm Nông Trong Phố ngày hôm nay. Dạng san hô lung linh, đàn cá biển rực rỡ màu sắc. Chiêm ngưỡng khung cảnh này qua ống kính, không ít khán giả sẽ nhầm tưởng rằng đang theo dõi một thước phim của hãng phim hoạt hình nổi tiếng thế giới Walt Disney. Thế nhưng không, tất cả đều là thật. Những dạng san hô là thật, và những chú cá biển kia cũng là thật. Những gì ngoài đại dương bao la, chúng ta đều có thể đưa vào ngôi nhà của mình thông qua một mô hình thủy sinh nước mặn. Nói đơn giản hơn, đó là một bể cá nước mặn. Người sở hữu những mô hình độc đáo này là anh Phạm Huy Thắng, một người chơi thủy sinh lâu năm tại Hà Nội. Sau khi mà mình tiếp cận được cái bộ môn này thì mình thấy nó thú vị hơn, nó phong phú hơn. Và thay vì là mình phải đi ra ngoài biển ngắm những cái con san hô thì mình có thể ở đây mình có thể ở nhà mình đã ngắm được rồi. Mà ở đây các cái con san hô này nó tập trung từ các nơi ở trên các cái vùng biển khác nhau, nó sẽ đa dạng hơn là mình đi trực tiếp ngoài biển. Chẳng hạn như đây là các cái đá này mình khai thác ở dưới biển lên, có thể nó từ các cái cặn canxi là bám, hoặc là những cái khung của san hô chết thì mình sẽ lấy lên và mình lắp ráp thành một cái bộ layout. Sau đó thì như ở bên nước ngọt thì mình trồng cây, thì bên ở nước mặn thì mình sẽ gắn các cái con san hô lên. San hô thì nó cũng có nhiều loại, ví dụ như cái loại mà đung đưa này là cái dạng san hô LPS, như mọi người vẫn hay nói là san hô mềm. Còn một loại thứ hai nữa là phổ biến nhé, hai loại phổ biến thì đây là SPS, là các cái dòng san hô cứng. Vâng, ví dụ như là em thì em hình dung nôm na là ví dụ như một cái bể thủy sinh nước mặn này thì nó đang mô phỏng một cái khuôn viên nhỏ ngoài đại dương rồi. Nói như vậy thì có đúng không? Cũng không phải đâu, cũng không hẳn. Vì là đây là mình, ví dụ như là có những cái bể nó tập trung tất cả các loại san hô từ trên thế giới cơ. Nên là để mà một cái khuôn viên nhỏ ở trên trong tự nhiên thì cũng không phải. Bởi vì san hô nó sẽ sống theo từng dạng và tập tính khác nhau. Các cái vùng biển nó sẽ có những một số loại san hô đặc tính ở đó. Theo anh Thắng, khi lặn xuống biển, chúng ta thường chỉ có thể quan sát được một vài dạng san hô cùng loài với nhau. Thế nhưng, với thú chơi này, tùy thuộc vào kích thước bể, người chơi có thể sưu tầm được hàng chục, thậm chí là hàng trăm loại san hô từ khắp các vùng biển. Tuy nhiên, người chơi cũng phải hiểu rõ được tập tính của từng loài khi đưa vào bể kính, để chúng có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Quan sát bằng mắt thường như em thấy thì những cái layout của mình đang được xếp san hô theo cái thứ tự là từ thấp đến cao, thì đơn thuần là chỉ xếp như thế này cho đẹp à? Hay là nó còn để cho nó tiếp cận được ánh sáng hay như thế nào đấy? Đúng rồi. Sinh trưởng phát triển. Cái con san hô này thì nó có đặc tính, ví dụ như là nó sẽ tính theo pa tức là cái cường độ ánh sáng. Cường độ ánh sáng mà tiếp xúc. Những cái con san hô như mình để ví dụ như con ở dưới nền này thì nó sẽ cần ánh sáng ít hơn. Hoặc là nó sẽ xếp theo từng tầng một, từ thấp lên cao. Những cái con ở trên cao thì nó sẽ cần ánh sáng mạnh hơn. Theo anh Thắng, san hô không phải thực vật như nhiều người lầm tưởng. Thực chất, chúng là một dạng động vật bậc thấp. San hô cũng cần được cho ăn hàng ngày để duy trì sự phát triển. SPS thì mình sẽ cho ăn vào lúc đèn tắt. Còn LPS là những cái con mà đung đưa ấy, là mình sẽ cho ăn vào lúc đèn vẫn còn sáng. Thông số nước khuyến khích các bạn là khi mà mới chơi là mình nên kiểm tra vài ngày một lần. Các cái thực chất như là NO3 và PO4 thì mình cũng phải kiểm soát chặt chẽ để cho nó không quá cao mà nó cũng không quá thấp. Nếu mà thấp quá thì nó lại hết dưỡng cho san hô, mà cao quá thì nó lại làm bẩn bể và cũng làm san hô bị yếu đi. Đa phần người chơi đều hướng đến một mô hình thủy sinh cộng đồng. Hiểu đơn giản, mô hình này như một hệ sinh thái thu nhỏ, bao gồm cả san hô và cá biển.
Một hệ sinh thái ổn định là khi các loài cá biển, san hô trong bể cùng chung sống hòa bình, thậm chí còn có sự cộng sinh với nhau. Tương đồng về cách chơi, thú chơi thủy sinh nước ngọt được phổ cập rộng rãi hơn so với thủy sinh nước mặn bởi giá thành vừa phải. Trong thủy sinh nước ngọt thì dòng cá cầu vồng là một trong những dòng được người chơi ưa chuộng nhất trong những năm gần đây. Kamaka, Muntit hay Wana, đây đều là những mã cá cầu vồng độc nhất vô nhị mà bất kỳ người chơi nào cũng muốn sở hữu trong bể cá của mình. Những mã cá này có giá thành khá cao nếu so với mặt bằng chung của các dòng cá cảnh khác. Tuy nhiên vì độ hiếm có của nó, mà cho dù có đủ kinh tế, không phải lúc nào người chơi cũng có thể sưu tầm được những mã cá này. Sưu tầm được những mã cá này đã khó. Để sưu tầm được những cá thể có màu sắc nổi trội, kích thước lớn lại khó hơn gấp nhiều lần. Anh Sang tự nhận mình là một người chơi may mắn khi đang sở hữu nhiều cá thể như vậy. Thưa quý vị khán giả, dòng cá cầu vồng đã được mệnh danh là ông vua trong làng cá cảnh nước ngọt hiện tại. Và ngay sau đây, bên cạnh Huy Hoàng lúc này là anh Sang, một người chơi cá cầu vồng khá là sâu tại vùng đất thủ đô Hà Nội. Và ngay sau đây thì anh Sang sẽ giới thiệu tới quý vị khán giả một chút là những dòng cá cầu vồng có điều gì đặc sắc mà thu hút người chơi đến như vậy. Anh Sang có thể chia sẻ một chút là không biết là cái tên cá cầu vồng thì nó xuất phát từ cái nguồn gốc như thế nào anh nhỉ? Như em được thấy ở trong bể này, cá nó rất nhiều màu sắc đa dạng. Mà ở nước ngoài thì họ sẽ có rất nhiều tên, màu sắc của nó khá giống cái cầu vồng ấy. Cá cầu vồng nó rất đa dạng chủng loại và đa dạng màu sắc. Mới đầu ấy, mấy cái dòng mã phổ thông ấy như Thạch Mỹ Nhân, anh cứ nghĩ là nó chỉ có một cái dòng cầu vồng, nó chỉ có một cái dòng đấy. Nhưng mà khi anh đã tìm hiểu sâu vào ấy, thì anh thấy rất là nhiều mã mà đã đọc được một cái tài liệu bên nước ngoài ấy, họ ghi con cá cầu vồng này nó phải rơi vào tầm trên 100 mã. Nó sống ở một cái môi trường khác, nó lại có một cái màu và cái đặc điểm riêng của một con cá. Giống như nhiều loài cá cảnh khác, cá cầu vồng có nguồn gốc từ tự nhiên. Dòng cá này phân bổ chủ yếu ở Úc và Indonesia. Với vẻ đẹp quyến rũ, cá cầu vồng dần được con người đưa về nuôi dưỡng, nhân giống tại nhiều quốc gia trên thế giới. Vừa để bảo tồn nguồn gen, vừa để phục vụ nhu cầu giải trí của xã hội. Theo thống kê chưa đầy đủ, cá cầu vồng có khoảng 10 chi. Tại Việt Nam, có 3 chi được người chơi sưu tầm nhiều nhất là Chilatherina, Glossolepis, Melanothenia. Người chơi thường lấy chữ cái đầu C, G và M để gọi tắt khi đề cập đến các chi cá này. Riêng về cái chơi cá cảnh ấy, thì anh Sang cũng phải chơi 10 năm rồi. Thì biết là trước đây thì anh chơi những cái loại cá nào, và tại sao là một năm trở lại đây thì anh bắt đầu chơi chuyên sâu vào dòng cá cầu vồng này ạ? Trước đây là anh có chơi về cá dòng cá dĩa, kiểu con cá cầu vồng ấy nó mix cùng với con cá dĩa nó đẹp ấy. Xong đấy là anh mua mấy con Thạch Mỹ Nhân về, là anh thích một bể cá cộng đồng. Xong anh từ lúc đó là anh nghiên cứu về nó và anh rất là đam mê với nó. Anh Sang có thể chia sẻ đôi nét là cái xu hướng chơi cá cầu vồng như thế nào, tiềm năng để cho các cửa hàng có thể phát triển kinh tế được ra sao từ cái dòng cá này? Cũng như anh nói thì dòng cá cầu vồng nó rất là nhiều mã để các nhà nhập khẩu họ nhập về được, nó rất khó khăn. Ở Việt Nam ấy chỉ có loanh quanh, chỉ rơi vào tầm mấy chục mã thôi. Trong tương lai có người nào, có một aqua nào đấy mà nhà nhập khẩu nào đấy họ nhập về được thì nó rất là tốt. Theo anh Sang, thú chơi cá cầu vồng cũng đã có từ lâu tại Việt Nam, tuy nhiên mới thực sự được biết đến rộng rãi trong khoảng 5 năm trở lại đây. Dù xuất hiện muộn, thế nhưng cá cầu vồng liên tục dẫn đầu trong các bảng xếp hạng cá cảnh tại Việt Nam trong nhiều năm qua và được mệnh danh là vua cá cảnh nước ngọt. Ngoài cá và cây thủy sinh, người chơi cũng có thể lựa chọn cho mình thú chơi bán cạn. Hiểu nôm na là nửa dưới nước, nửa trên cạn. Dưới nước chơi cá, trên mặt nước thì trồng cây. Những cây dứa Nam Mỹ khoe sắc cùng hàng chục loại cây hoa từ khắp nơi trên thế giới. Nếu không có những cơn mưa rừng nhân tạo hay làn sương mờ ảo lướt trên mặt hồ cá, chắc hẳn không ít người sẽ lầm tưởng đang chiêm ngưỡng một bức tranh. Mô hình ấy,
những người chơi như anh Thanh gọi là một mô hình bán cạn. Anh Thanh có thể chia sẻ một chút về cái thú chơi bán cạn cũng như là thủy sinh của mình. Mọi thứ thì đều có một chiếc bể bán cạn ở ngay sát với chỗ anh ngồi. Đầu tiên là để anh hưởng thụ nó. Và cái thứ hai nữa là tất cả những ý tưởng hay là những cái dòng cây mà anh tìm hiểu nó mỗi ngày để mang đến cho khách hàng và mọi người. Để mà đến với cái thú chơi này thì em thấy là những cái loại cây của nó rất là đa dạng, rất là phong phú mà không thấy mấy có nhiều ở Việt Nam đâu. Thì anh Thanh có thể giới thiệu một chút về những cái loại cây mà mình sử dụng trong cái thú chơi này thì nó có nguồn gốc từ đâu và những cái loại cây gì đấy? Những cây là dương xỉ thì có thể là có ở Việt Nam, và cây dứa thì của Nam Mỹ và được nhập từ Thái Lan và các nước lân cận gần đây, hoặc là có thể là tại Sài Gòn cũng có. Có những cái cây mà anh phối thêm cũng có những nguồn gốc cũng từ Trung Quốc hoặc là từ các nhà vườn tại Việt Nam. Thì có thể là về màu sắc thì những cây dòng dừa Nam Mỹ thì nó sẽ mang lại cái sự thu hút về màu sắc nhiều hơn. Tại vì đa số những cây tại Việt Nam thì nó sẽ có một cái gam màu xanh lớn hơn. Cái cây bán cạn hay là cây cạn của chúng ta thì đưa về từ khắp nơi trên thế giới, từ nhiều quốc gia, từ nhiều những cái vùng mà nhiệt độ rồi khí hậu khác nhau. Khi mà đưa về Việt Nam thì chúng ta sẽ gặp khó khăn như thế nào trong cái việc chăm sóc rồi duy trì bể? Bán cạn thì có những người nghĩ rằng là sẽ phun thật nhiều nước để cho nó ẩm và nó sống. Nhưng sau quá trình chơi anh sẽ hỗ trợ và anh sẽ giải thích cho họ được rằng là theo mùa, có thể có mùa này nó sẽ cầm nhiều ẩm hơn và có mùa kia thì tránh những cái khung giờ nào để không làm nó bị ướt. Tại vì cái khí hậu mùa hè ở ngoài Bắc rất là nóng. Thì khi mà cái thời gian buổi trưa cho đến đầu giờ chiều là những cái thời gian tránh nước. Hiểu một cách đơn giản, một mô hình bán cạn bao gồm cảnh vật, cây cối trên cạn kết hợp với một phần thủy sinh ở dưới mặt nước. Bể bán cạn tái hiện môi trường của rừng mưa nhiệt đới hay bất cứ một khu rừng nào trong trí tưởng tượng của người chơi. Theo anh Thanh, người chơi bán cạn có thể là những người chuyên sưu tầm cây cối hoặc đơn thuần là muốn có một mảng xanh trong nhà. Đối với mô hình này, người chơi thường trồng một số loại cây như dứa Nam Mỹ, dương xỉ, hồng môn, trầu bà, hải đường. Cây cối thường được sắp xếp theo đặc tính phát triển và kích thước của từng loài. Bên cạnh trồng cây, người chơi có thể nuôi cá hoặc một số loại động vật như tắc kè hoa, bọ ngựa, ếch kiểng trong bể. Đưa những cây tự nhiên vào bối cảnh, nhưng có những cái mà mình làm theo bản thân mình thì nó theo đuổi theo tự nhiên thôi nhưng làm không được. Đấy là cái cách sắp xếp của tự nhiên, tức là những cái cây cao, cây thấp thì mình không thể làm được như tự nhiên xây dựng. Gần như những cái rừng mà ở khu vực phía Bắc, còn phía Nam thì anh chưa nói, nhưng phía Bắc thì gần như là anh sẽ đã đến. Và anh chỉ lấy những cái phối cảnh thôi. Thì anh có một cái mà anh lấy nó ngay từ ở trên Sapa, gần như là 100% gần như giống. Tức là khi anh theo đuổi, anh mong muốn là những cái mà ngày xưa, những cái chiếc trong nhà ấy, nó có những cái khoảng vườn rất là lớn. Thì họ làm những cái kệ nhỏ để họ để những cái chậu cây. Thì anh hỏi là tại sao mà lại không làm thành một cái khối lớn như thế để thay thế các cái chiếc kệ đấy. Thì anh là người mà thích những cái khối hình lớn tạo thành. Thì khi thiên nhiên nó có những cái khối hình cây nó đổ ngang suối, hoặc là nó vắt lên, hoặc là nó sẽ theo một cái chiều hướng nhất định ở đấy. Tuy tự nhiên thì không ai sắp đặt, nhưng mà nếu như được một lần đi rừng thì em sẽ thấy là nó sẽ có một cách sắp đặt rất hay, là không cái gì vướng vào cái gì cả. Theo chia sẻ từ những người chơi sinh vật cảnh, hiện nay thú chơi thủy sinh bán cạn tại miền Bắc vẫn chưa được phát triển mạnh như trong Nam. Tuy nhiên, theo thời gian, thú chơi này sẽ tiếp tục trở thành xu hướng trong tương lai không xa tại miền Bắc.